Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 28 sáng ngày 29 tháng 8, trên tỉnh lộ 160, đoạn tuyến qua huyện Bắc Hà xảy ra nhiều điểm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Ngành giao thông vận tải phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục sự cố. có điểm sạt lở xuất hiện dài rác trên tỉnh lộ 160 thuộc địa phận các thôn Nậm Tông, Cô Tông, Bản Vàng, xã Nậm Lúc. Mưa lớn gây sạt lở ở cả phần ta luy dương và ta luy âm, nhiều chỗ bị sói trôi lề đường, mặt đường, hư hỏng rãnh gia cố, cống thoát nước ngang làm đổ cây, gây ách tắc giao thông. Ngành giao thông vận tải đã phối hợp với chính quyền địa phương, huy động lực lượng, máy móc, giải phóng nhanh khối lượng đất đá sạt lở để thông đường. Tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn những vị trí nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Đến 16 giờ chiều ngày 30 tháng 8, tất cả các điểm sạt lở đã được xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt.